Đến mệt với ông anh, thanh niên Nghệ An nộp 100 triệu đồng để làm nhiệm vụ lấy iPhone 15. Công an giải thích cả tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn không tin rằng mình đang bị lừa. Anh NTV, 33 tuổi, tại Nghệ An, được mời vào một nhóm Telegram để làm nhiệm vụ mua hàng hoàn tiền. Lần 1, anh nạp 8,9 triệu đồng, được trả lãi 30% khiến anh rất phấn khởi, nạp thêm 91 củ để làm nhiệm vụ 3 và 4. Lần này không thấy được hoàn lại tiền, anh hỏi thì trưởng nhóm gạ anh nạp thêm 100 củ làm nhiệm vụ thứ 5. Lần này giải thưởng là một iPhone 15 Pro Max mới cóng, giờ chỉ còn 50 triệu, thế nên anh đã đi vay người thân. Vừa nghe anh nói, người thân đã biết ngay đây là một phi vụ lừa đảo đầy quen thuộc. Thế nhưng dù khuyên mãi anh vẫn không nghe, thế nên người thân của anh đã báo công an. Đích thân trưởng công an xã đã yêu cầu hộ tống anh thân chinh lên trụ sở công an để ngăn chặn hành vi bị thao túng tâm lý của các đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên khi đến trụ sở công an, dù được đích thân trưởng công an xã phân tích, giải thích một tiếng đồng hồ, anh V vẫn không tin rằng mình đang bị lừa. Cuối cùng trưởng công an xã phải đích thân vào nhóm chat của các đối tượng thì anh mới chịu tin rằng mình đang bị lừa thật. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống dưới phần bình luận nhé!